MLMS Bình Dương xin chào bà con cô bác quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Thì đây là một cái nghệ nhân tò he ha. Thì hồi nãy MLMS có nhờ là đụng một cái con chuột. Đây là cái con chuột nha. Không biết là các cô chú anh chị có thấy không? Đó, con chuột nha. Thì con chuột này rất là đẹp luôn. Lý do MLMS đặt cái con chuột này hay là để dành tặng cho ca sĩ Rách Long. Đó, thì ca sĩ Rách Long là tuổi con chuột nha, năm nay 26 tuổi. Đó. Anh Khang là MC đó chị. Rồi, hello anh Rách Long ha. Em Rách Long ha, tặng cho em đây. Đây là cái con chuột hồi nãy anh nha. Rồi, nãy nhờ nghệ nhân nặng tòi he đó tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, ok ha. Đó, chúc em thành công với MV mới Vũ Vũ nuôi. Đúng rồi. Vũ ơi đúng không? Vũ ơi, đó. Rất là đặc biệt ha. Đó, thì mong rằng em sẽ thành công tuyệt vời với cái MV Vũ ơi này. Rồi ok em. Đó, thì bây giờ là 17:23 ha. Đúng 20 giờ tối nay. Thì cái MV là Vũ ơi sẽ chính thức được ra mắt ở trên kênh của em đúng không? Chính là Rách Long Official. Đó, thì mọi người có thể là vào đăng ký kênh Rách Long Official để ủng hộ ca sĩ trẻ ha. Đó, rất là tuyệt vời. Và em có thể là có đôi điều gì chia sẻ với khán giả không? Dạ, khán giả ơi, thì hôm nay là đăng ký ra mắt MV Đồng Nai là Rách Long. Cho nên là Long mong rằng khi là khán giả ơi, nó sẽ được Rách Long nhiều đón nhận cũng như là những tiếng hát của mình. Thì những ngày qua, ca sĩ đã có rất nhiều buổi họp báo như hôm nay, đã có được một MV như hôm nay. Quá trình rất là khổ. Cái khổ. Cũng như là cả ekip. Cho nên là khi mà hôm nay có lần em lại hoàn cảnh hơn là nói chung là không nói gì hơn là rất là vui và cảm ơn rất là nhiều với những người đã giúp đỡ Long trong suốt thời gian vừa qua. Cho nên Long mong rằng các bạn sẽ đón nhận bài hát của ơi này của Long trong thời gian sắp tới nha. Không biết là cái MV này là em đóng tại tại đâu ha? Dạ, MV này thì em đóng tại quê nhà của em luôn. Tại đó quê nhà? Ở Châu Đốc An Giang. Châu Đốc An Giang. Dạ. Hồi nãy anh có hôm qua bên kia thì anh thấy có những cái trái thốt nốt đúng không? Dạ. Đó thì mới vào thì nghe anh bảo vậy, anh nói là mình nhìn vô cái trái thốt nốt là được biết ngay đó chính là cái quê hương của ca sĩ Rách Long. Dạ. Đó, đến, dạ, đúng rồi anh. Chính là Châu Đốc An Giang ha. Dạ. Thì không biết là mình quay cái MV này là trong cái thời gian là bao lâu ha? Dạ, em quay MV này tính luôn là tổng cộng là 6 ngày. 6 ngày. Nhưng mà nếu mà thật sự nếu mà một quay MV mà 6 ngày là cái MV này là bị nói hơi quá, nhưng mà thật sự là vậy. Tại vì khi mà quay 2 ngày đầu tiên thì Long phải hủy bỏ hết. Hủy bỏ hết những cái cảnh quay đó vì trục trặc một số vấn đề. Dạ, cho nên là tiếp tục thì mình mới quay tiếp những cái ngày sau cùng. Cho nên tính luôn 2 cái ngày mà bị hủy là tổng cộng là 6 ngày. 6 ngày. Phải nói khi mà chúng ta làm một cái MV mà để cho nó hoàn thiện nhất, tốt nhất thì chúng ta cần phải có một cái thời gian cũng như là chúng ta có một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu đúng không? Cũng như là cái điểm để chúng ta ghi hình đó. Thì nói chung là Rách Long chọn chính cái quê hương của mình đó chính là Châu Đốc An Giang để quay. Thì đây là nơi mà đã sinh mình ra. Thì cái bài hát là Vũ ơi này thì chắc có lẽ là nó sẽ có liên quan đến những cái đó đúng không? Chắc là dạ. Nơi mình sinh ra. Dạ, Vũ ơi có nghĩa là nếu mà nói mọi người hay gọi là mẹ ơi. Nhưng mà tại vì khi mà hồi xưa thì nhạc sĩ Minh Vy viết bài hát này, nhạc sĩ nói là hồi xưa thì nhạc sĩ Minh Vy hay kêu mẹ mình bằng Vũ. Dạ. Cho nên thì đúng nhạc rồi. Sĩ Minh Vy mới quyết định là để cái bài hát này tên là Vũ ơi. Đúng rồi. Dạ. Và dành tặng riêng cho Rách Long luôn. Đúng không? Thì đây là cái ca khúc mà không biết là ca khúc hướng mấy của mình phát hành được rồi ha. Dạ, hiện tại thì trên kênh của Long thì cũng được 20 mấy ca khúc rồi. 20 mấy ca khúc. Những ca khúc trước thì những ca khúc nhạc cũ thôi. Và đây là bài hát mới thứ hai của Long mà Long phát hành. Đúng rồi, ca khúc đây là ca khúc mới nhất. Dạ. Là ca khúc thứ hai mà tự mình phát hành đúng không? Dạ. Còn những ca khúc trước đó là những ca khúc cũ mà mình giống như mình cover lại đúng không? Rồi, đây là ca sĩ Bibi Trần ha. Đó. Thì hôm nay cũng đến chúc mừng Rách Long.
phải nói là rất là tuyệt vời. Hôm nay thì phải nói lần đầu tiên gặp Rách Long ở bên ngoài thì phải nói là đẹp trai hơn trên TV hay là trên YouTube rất là nhiều luôn. Đó, có lẽ là khi mà mình vào vai những cái nhân vật mình hóa trang thì nó sẽ khác ha. Đó thì khi mà chúng ta nhìn vô cái poster thì nó sẽ khác hoàn toàn so với thực tế ha. Nhưng mà nãy khi mà Rách Long vừa đi vào á, rồi thôi bây giờ nhường cho Rách Long lại với mọi người để chụp hình ha. Rồi đó, thì bây giờ nhường ca sĩ Rách Long lại. Thì nãy giờ Mlamet cũng đã hỏi Rách Long một số, cũng như là tặng cho Rách Long một cái tòi he con chuột luôn, rất là tuyệt vời. Thì hôm nay tại đây thì bây giờ đã bắt đầu có sự tham gia của rất là nhiều những cái người nổi tiếng như là BB Trần này. Đó rồi nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung. Hình như là BB Trần cũng vừa về đúng không bà xã? BB Trần như cũng vừa về đúng không? BB Trần thì đi ra ngoài có cái khóa. Đó. Sao mấy chị này cao quá ta. Mẫu mà. Đúng rồi. Ờ thì bây giờ chắc có lẽ là 15 mét sẽ mấy chị gái nè. Cái chị cao là bên đồ sư à, vậy đó hả? Trời ơi. Chắc là cao 1m8 đó ha. Ở chị đứng luôn mà đây. Đó, bây giờ là để mình làm bếp xem coi. Bây giờ là 17 giờ rưỡi rồi. 17 giờ rưỡi là bắt đầu đón khách rồi ha. Đó. Rồi bây giờ bên ngoài là cũng bắt đầu là sắp tối rồi. Đó, sắp tối rồi. Ở đây là cái tuyến đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận Nhất. Hồi nãy anh nhờ nghệ nhân á nặng ngay cho anh một cái con chuột mà đẹp nhất để anh tặng cho ca sĩ Rách Long. Đó thì khi mà anh nhận được cái món quà mặc dù nó nhỏ xíu à nhưng mà rất là vui nha. Đó, con chuột đó tính là tuổi của ca sĩ Rách Long. Thì năm nay ca sĩ Rách Long là tròn 26 tuổi nha. Một ca sĩ rất là trẻ luôn. Cho nên mong rằng bà con cô bác ủng hộ ca sĩ trẻ Rách Long nha. Với cái MV mới nhất luôn, đó chính là Vũ ơi. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho 15m Bình Dương nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.